Quang Vững xin kính chào các bác. Hôm nay xin giới thiệu với bác một bộ dao dĩa được nhập nguyên bộ nguyên chiếc từ châu Âu đến nước Đức về thưa các bác. Và bộ dao dĩa này là còn mới, chưa sử dụng. Mặc dù bộ dao dĩa này nó được ra đời sản xuất vào khoảng những năm 1980 thưa bác, nhưng chưa được sử dụng thưa các bác. Bộ dao dĩa mang tên thương hiệu rất nổi tiếng, bác nhìn đây, đó là EBL và là S. Nó hơi khó đọc một chút, em tiếng Anh em không giỏi. Đấy, mình chỉ các chữ cái của nó là EBL. Bác thấy trên đây là có cái mã số, cái khóa mã số luôn bằng mạ chrome cực kỳ đẹp, có tay nắm này. Và đây là dập, cũng dập logo của hãng thương hiệu luôn. Và cái thương hiệu này bác biết là nó rất nổi tiếng, là có hai con sư tử. Nó chuyên sản xuất cho những vị thượng gia, là thượng lưu, cho giới nhà giàu ở trên các nước trên thế giới đặt hàng thưa các bác, rất lịch sự và cực kỳ trang trọng. Đấy, cái chiếc này là chưa dùng cho nên cái mã số người ta cũng chưa có cài đặt. Thì đây là người ta sưu tầm được quả người ta chưa sử dụng, bác ơi, hàng quà tặng chưa sử dụng. Đó, em bật ra để bác xem. Đó, rất là nhạy luôn. Và em mở ra. Đấy, ở đây có cả nguyên cái miếng xốp hàng bảo quản của người ta, đi khỏi bị lung sóc. Và logo ở đây có hai sư tử ở đây và thương hiệu tên ở đây, nó rất là lịch sự, Germany đó. Và ở đây có cái khay, cái ngăn để đựng những thứ linh tinh mà chúng ta muốn. Nó cái cặp này bằng cặp da rất là đẹp. Ở đây thì có cái giấy chứng nhận là của hãng đấy, và logo của hãng ở đây luôn đấy. Cái bộ dao dĩa này nó được làm bằng thép sạch hoàn toàn an toàn đấy, kiểm định đối với người châu Âu thì bạn biết rồi, đặc biệt là người Đức. Chất lượng thép khi mà sử dụng cho vào đồ ăn, cho vào mồm chúng ta thì được kiểm nghiệm rất là kỹ và hoàn toàn thép sạch, thép tinh chế và được mạ vàng 24 carat. Bác nhìn đây, cực kỳ chất lượng và cực kỳ tuyệt vời đó. Thì tất cả những cái bộ này là nó có 70 món thì nó có thể dùng được cho 12 người ăn, là cho 12 người ăn được, chưa tính trẻ em, 12 người lớn luôn. Thì nó gồm có 12 cái dĩa này và 12 cái thìa to như thế này. Đó, và 12 cái dao như thế này. Đấy, nhìn cho em, 12 cái dao này. Và thấy dao của nó hàng chưa sử dụng, những cái hoa văn được mạ vàng luôn thưa các bác. Và cái đây, cái thương hiệu cũng được dập ở đây luôn. Là cái thương hiệu dập ở đây như này, rất đẹp, thép hoàn toàn là thép sạch luôn. Đấy, và cái dĩa này cũng thế, em làm video rất là chi tiết mình xem. Cái dĩa này cũng thế các bác ạ. Được mạ vàng luôn đấy, và cực kỳ trang trọng. Thì biết rằng đối với người châu Âu thì người ta dùng đồ ăn bằng dao dĩa, và hiện tại người Việt Nam cũng thế, chúng ta ăn sáng cũng dù hay là bây giờ nhiều nhà dùng dao dĩa ăn nó lịch sự hơn và nó tuyệt vời hơn, đặc biệt là khi các bác sử dụng đồ nướng đấy, rất lịch sự và cực kỳ trang trọng, còn nguyên ni lông và hàng chưa sử dụng thưa các bác. Em xin mở thêm một cái khay bên dưới nữa. Đó, em mở cái khay bên dưới ra. Đó, em mà khay bên dưới ra để xem. Đây là khay bên dưới của nó. Nó cũng có cái tờ giấy để bảo quản này, cũng có dập thương hiệu. Cái thương hiệu này làm rất là cẩn thận và rất là kỳ công, bên dưới một tấm xốp. Đó. Em mở bên cạnh thì bên dưới này nó gồm có những cái dĩa của trẻ em và dao của trẻ em. Đây, dĩa của trẻ em như này. Dĩa trẻ em và dao của trẻ em. Và ngoài ra nó còn có những cái muôi để múc canh. Đấy, những cái kẹp đồ ăn vân vân. Đấy, rất lịch sự và cực kỳ trang trọng luôn, cái xốp đồ nướng vân vân luôn. Đấy, rất lịch sự và cực kỳ trang trọng. Đấy, và hàng còn mới nguyên bản luôn. Đó, thì em Quang Vững này giới thiệu đến quý bác bộ dao dĩa 70 món này, hàng chưa sử dụng. Bác nào muốn sưu tầm, bác nào mua để tặng quà thì rất là hợp lý trong cái dịp cuối năm này, hoặc các bác mua để sử dụng khi mà tiếp khách quý, nhà bác đến nhà thì nó thể hiện sự trang trọng, lòng mến khách của các bác. Và bộ dao dĩa này em Quang Vững xin giao lưu với quý bác giá cực kỳ hợp lý, 10 triệu đồng. Bác nào yêu thích xin gọi cho em bộ dao dĩa của hãng thương hiệu nổi tiếng EPL, dành cho thượng gia được mạ vàng 24 carat và làm bằng thép sạch. Xin gọi cho em đồng hồ cổ Quang Vững, đồ châu Âu Quang Vững. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác ở đồ cổ châu Âu Quang Vững.